Annyeonghaseyo, xin chào các bạn đã đến với những video dạy hát hay của mình. Và hôm nay, thuận theo lời yêu cầu của một bạn kêu mình, bạn Đức Nguyễn, dạy bài tháng tư là lời nói dối của em đi anh. Ok, bài này hay, bài này rất là kỹ thuật và công phu, không quá cao, nhưng mà nó là một bài hát rất là hay và hit trong một thời gian dài, cũng hơi lâu rồi ha. Rồi, ok, mình sẽ tập bài này cho mọi người cùng nhau tập nhé. Rồi, bài này lấy cái tông đúng của Hà Anh Tuấn luôn, là pha trưởng. Vô. Sáng tác của ai ta? Bài này sáng tác của Phạm Tần Thắng hả? Đúng rồi, của Phạm Tần Thắng á. Vô. Mùa xuân có em như chưa bắt đầu, và cơn gió như dễ thương ha. Bài này khá là mạnh mẽ và nghị lực đấy. Mọi chuyện chàng trai này nghĩ về một cô gái cá tháng tư, là một cô gái mà tháng tư là lời nói dối của em, ý là nè, chàng trai này nói về một cô gái lừa dối mình là như vậy. Và chàng trai này cũng khá là nghị lực để kể về câu chuyện này và sẽ mạnh mẽ vượt qua nó ha. Ok, đó là những kỷ niệm phai tàn. Ok, bây giờ mình sẽ vô tập từng câu nha. Action. Mùa xuân có em, mùa xuân có em. Lúc này mình sử dụng Jazz Smith nha. Jazz Smith phần này, rung phần này ha, nhẹ nhàng tình cảm. Mùa xuân có em, có em. Mùa xuân có em như chưa bắt đầu. Ok, lại lần nữa nha. Mùa xuân có em như chưa bắt đầu, và cơn gió như khẽ mơn man lấy từng nhanh hoa rơi. Mình hát nhẹ nhàng khúc này thôi, miệng này mình pha một tí falsetto vô giọng gió vô nha, pha một tí giọng gió vào. Mùa xuân có em, nhưng mà vẫn là sử dụng Jazz Smith nhưng mà vẫn sử dụng một pha một tí falsetto vô để giọng mình nó tình cảm hơn ha. Vô lại lần nữa. Jazz Smith trộn với falsetto để cho nó có gió nè ha. Ok. Mùa xuân có em như chưa bắt đầu, và cơn gió như khẽ mơn man lấy. Ok, khúc này hát cảm thấy buồn bã, buông lơi nha. Làm lại một lần nữa, tại cái câu đầu tiên nó khá là quan trọng các bạn ơi. Vô được câu đầu là nó kéo về sau luôn á. Nên là nó hay luôn, nhưng các bạn phải đi vô có câu chuyện của nó thật là tình cảm. Một lần nữa, cảm giác buông lơi và buồn bã, thả lỏng. 2, 3. Mùa xuân có em như chưa bắt đầu, và cơn gió như khẽ mơn man lấy từng nhánh hoa rơi. Em đã bước tới như em đã từng,
chạy trốn với anh trên cánh đồng xanh. À, ok ha. Cái câu chuyện này nó tình tư, nó thay đổi. Giống như em đã bước tới như em đã từng. Thả lỏng lại nào. Chạy trốn với anh trên cánh đồng xanh. Ok ha, rồi. Đó là khúc đầu nó là như vậy. Rồi mình chuyển qua đoạn phía sau nha. Vô. Đồng xanh. Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi. Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình. Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhai đã một lần cùng ngã. Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười. Ok, cũng như vậy luôn, nhưng mà mình có một cái cảm giác lãng đãng, nhiều cảm xúc hơn nữa, tăng lên. Khúc đầu là nhẹ nhàng, nói sao bây giờ mình tăng lên nhẹ cái nữa thì hát cái chữ này là chạy trốn với anh trên cánh đồng xanh. Rồi bây giờ mình đẩy lên. Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều như dịu dàng để mình gần lại mãi. Cái chữ mãi của mình đó cho nó cảm giác là nó mãi đó, nhưng mà vẫn sử dụng mid và falsetto rất là nhiều. Mid, chest và falsetto. Để mình gần lại mãi. Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình. Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần cùng ngã. Lắng ngã. Mở miệng to lên và cảm giác là đau đớn lắm. Đã một lần gục ngã, gục ngã. Vô dài nè. Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười. Ok nha. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ vào điệp khúc nha. Các bạn cố gắng cảm giác được cái việc là mình hát một ca khúc mà mình phải feel như thế nào ha. Ok. Kỹ thuật thì có chiêu đó thôi. Check mic falsetto để cho nó cái giọng nó không cần phải hét vô quá cao đâu, tại bài này không có cần phải cao nữa. Falsetto thôi để cho cái giọng mình lên cao nó có gió gió chút xíu, nó nhẹ nhẹ chút xíu cho tình cảm thôi chứ bài này không có cao. Vô hai. Au. Nhìn tôi mỉm cười. Những cánh hoa phai tàn, những cánh hoa phai tàn. Thật nhại em có bay xa, em có đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân hờ. Giá như tôi một lần tiên em, cô gái tôi thường nảy hoa theo mây gió để lại tháng tư ở đó. Ok ha. Tháng tư đôi vẫn là mid, chest, mid, vẫn là falsetto nhẹ nhàng gió ballad mà, đâu có gì đâu phải căng, đâu có gì đâu nhưng nó không cao, nó chỉ có một cái có cái chỗ. Bây giờ mình sẽ đi lại nha, tới cái chỗ đó mình sẽ dừng lại cho các bạn thấy. Những cánh hoa phai tàn, những cánh hoa phai tàn, vẫn là chest mid và falsetto kết hợp tự nhiên. Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có, em có. À, lúc này sử dụng chest rất là nhiều nha, để nó tạo nên cái độ căng hết. Nhiều bạn có tùy theo sở thích thôi. Ví dụ mình là thích dùng chest mid khúc này. Em có bay xa, em có đi xa mãi. À, xa mãi là mình nhẹ lại. Còn có nhiều người làm ngược lại điều đó. Đó là em có. Đây, falsetto luôn, không sử dụng chest mid luôn cái đó. À, những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa mãi, xa mãi.
là sử quay ngược lại sử dụng Jet Smith. À, ý là làm ngược lại cái cách đó vẫn được, không sao, tùy theo thôi. À, mọi người hát, mọi người cảm thấy cái chất của mình hát như thế nào là thấy mình vui nhất, mình thấy mình hạnh phúc nhất thì mình hát như vậy thôi. À, có nhiều cách xử lý lắm, nhưng mà happy là vẫn là cái quan trọng nhất ha. Ok, lại lần nữa. Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh, để mình nói ra những câu chân thật. Ok, nói ra những câu chân thật. Cái đó, hồi nãy là mình sử dụng miss voice, miss mà miss hết á, thì miss hết nhiều. Nói thì cái âm thanh của nó sẽ bén hơn là falsetto ha. Để mình nói ra những câu chân thật. Cái đó là falsetto. Để mình nói ra những câu chân thật. Còn hết, miss hết là để mình nói ra những câu chân thật. Để mình nói ra những câu chân thật. Thì cái chữ nói, để bạn các bạn để ý cái chữ nói á, nó khác nhau. Nói là do cái lực nén, cái lực căng của chest nó hòa trộn, nói chung là một cái lực nén và cái lực mình muốn nó căng hay là muốn nó thả là sử dụng falsetto. Để mình nói ra những câu chân thật. Còn khi mà mình nén là để mình nói ra những câu thả chân thật. Chứ không đừng có nén hết nguyên câu. Nếu hết nguyên câu nghe nó mệt lắm. Nó phải thả ra giữa câu, đầu câu, đó là một cách xử lý. Thấy không? Đầu câu là thả, giữa câu là nén, cuối câu là thả. Ví dụ như vậy thì nó cách xử lý nó sẽ ok hơn là nén hết hoặc là thả hết. Ví dụ để mình nói ra những câu chân thật. Đó, nói ra để falsetto nè. Để mình nói ra những câu là nén là câu chân thật. Đây, thả nén thả. À, đó là một cách tùy theo mọi người xử lý làm sao. Thích nào xử lý cái đó không sao hết, miễn sao cảm thấy vui là được. Hát mà không vui thì thôi thua. À, là thất bại 100% luôn trong việc ca hát luôn. Mình thấy vui là được rồi, không sao hết. Khi mình hát mình cảm thấy vui thôi, nhớ điều đó. Còn kỹ thuật là nó chỉ là một yếu tố phụ trợ để cho làm cho mình vui hơn thôi. Là mình hát cái bài đó mình tự tin hơn, mình biết thì mình hiểu hơn về nó rồi thì mình tự tin hơn, mình có thể hát vui hơn chứ không. Nhưng mà đầu bản là hát là phải thấy vui ha. Ok, rồi tiếp tục nha. Những cái lại lần nữa nha. Ca hát cao quá nó đi luôn rồi. À, tháng nhìn tôi mỉm cười, những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh, để mình nói ra những câu chân thật. Giá như tôi một lần lại tháng tư ở đó. À, giá như tôi một lần tin em có gái. Jet Smith mà mở to để nó tạo nên cái sự gây cấn. Cô gái tôi thường nảy hoa, theo nảy hoa, nó một cái cảm giác nức nở. Cô gái tôi thường nảy hoa theo mây gió. Mây gió nhẹ nhàng, falsetto lên mây với gió là lúc nào cũng phải nhẹ. Đừng có theo mây gió cũng được, nó nức nở quá. Thì thôi, nên mình nghĩ là mây gió nên nhẹ nhàng, nó sẽ khéo léo hơn ha. Nghe mây gió mình phải diễn tả được cái từ mây gió đó. Còn nếu các bạn muốn gây cấn cũng được, không sao. Nhưng mà thì mình thích nó đã là mây gió thì nó cũng phải thể hiện cái sự nhẹ nhàng của mây gió đó. Hát là vui là chính. Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thường nảy hoa theo mây gió, để lại tháng tư ở đó. Rồi
tiếp tục luôn nha. Cứ thế, feel the beat, mọi người cùng nghe theo nha. Yep. Mùa xuân mất em như đã bắt đầu. Chuyện tình này tan mất nè. Và cơn gió như khẽ vô tình lay từng nhánh hoa rơi. Em vội xa khuất theo tia nắng chiều. Dấu chân giữa cánh đồng xanh, khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng muộn màng để mình gần lại mãi. Nói lời thì thầm những điều thật tha đã giữ trong tim mình. Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần cũng ngỡ. Sao phía xa bỗng nhiên dần tan, những cánh hoa phai tàn tan nhanh. Em có bay xa, em có đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật. Giá như còn một lần tin em, cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió để lại tháng. Và tôi sẽ sống như những gì em từng mơ. Và tôi sẽ bước tiếp trên con đường em đã chọn. Và khi tôi chết sẽ mỉm cười khi gặp em. Khẽ chào cô gái tháng tư. À, tới đây ha. Đây là tôi. Tình cảm lại. Những cánh hoa vẫn là mid facetto nhiều hơn. Chest mid nhẹ lại chút xíu để cho nó cảm giác nó nhẹ nhàng nha. Những cánh hoa phai tàn thật nhanh. Em đã bay xa, em đã đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thầm mong manh để mình nói ra. Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió để lại tháng tư xa mãi. Rồi ok. Rồi đó là hoàn thành cái bài này. Cách hát rất là đơn giản. Chủ yếu là chest mid kết hợp với falsetto. Chỉ có một số chỗ là chỉ cần hát mid thôi. Một số chỗ giống như là gì em có mê xa để mình nói ra những câu chân thật. Còn những cái phần kia đa phần là các bạn sử dụng falsetto, bài này rất là nhiều giọng gió đó. Giọng gió ok, khẽ chào tôi cô gái tháng tư của tôi. Falsetto của tôi. Rồi xa mãi. Đừng có hát xa xa mãi. Cũng được mà nghe ghê quá. Nghe nó không có nghe đi xa gì hết. Thấy không? Để lại tháng tư xa mãi. Bạn có thể chuyển từ falsetto qua hát cũng được. Để lại tháng tư xa mãi cũng được. Nói chung là tạo nên cái độ gây cấn ha. Ok. Rồi, đơn giản vậy thôi. Đây là một bài hướng dẫn chia sẻ vui vẻ để cho mọi người hát cũng thật là vui ha, tự tin hát vui. Rồi, chúc các bạn sẽ thành công với ca khúc Tháng Tư là lời nói dối của em, của trình bày Hà Anh Tuấn và sáng tác là Phạm Tần Thắng. Bye bye, see you again.